Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình một cái cách để mình loại bỏ những cái mùi hôi cống nha. Thì Cảnh cũng có nhận được một cái bình luận, một cái comment của một cô chú anh chị nào đó kêu Cảnh làm ra tặng cho một clip là để khử mùi hôi cống. Tại vì khi cống của mình sử dụng hàng ngày như thức ăn, đồ dầu mỡ nào chưa, nó cho xuống dưới này thì cái mùi hôi ban đêm nó hực lên rất là hôi. Chưa kể là khi mình nhà mình mà có cái máy lạnh có hơi máy lạnh bốc lên nó sẽ bốc lên hôi rất là hôi nha. Thì còn cái cách nào để mình ngăn ngừa không cho cái mùi hôi này nó lên và mình khử luôn cái mùi hôi này thì Cảnh mời cô chú bác anh chị mình theo Cảnh mình để biết thêm để mình làm loại bỏ những cái mùi hôi này nha. Thì cái mùi hôi này, những cái đây là cái tô trong toilet, còn cái bồn nước rửa chén nằm ở ngoài, để chút Cảnh quay luôn cho cả nhà mình xem luôn nha. Đây là một cái bồn nước rửa chén thì của Cảnh đây. Thì hàng ngày mình sử dụng đây thì ba cái phần dầu mỡ nó sẽ trôi xuống đây và nó sẽ trôi xuống cái phần cống hồi nãy. Cảnh quay cho cô chú bác anh chị mình xem. Thì Cảnh cũng có chia sẻ rất là nhiều cái cách để mình ngăn ngừa và mình loại bỏ những cái mùi hôi của cống khi mà nó thực lên hôi nha. Còn hôm nay Cảnh sẽ chia sẻ thêm một cái cách khác nữa nha. Thì mình muốn ngăn chặn cái mùi hôi nó thực lên thì cô chú bác anh chị mình chuẩn bị cho Cảnh một cái bọc như thế này. Thì một cái bọc mà mình sử dụng bọc đựng nước cái gì đó và bọc một quý á, thì mình có thể mình cho cái phần nước vô. Đó, mình cho một cái bọc vô như thế này và mình dùng một cái cong thun và mình cột lại nha. Thì cái cách này mình chỉ ngăn ngừa tạm thời thôi, còn chút nữa Cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú bác anh chị mình pha một cái hỗn hợp để mình loại bỏ cái mùi hôi nha. Một cái bọc mình cột như thế này thì cô chú anh chị mình cứ để vô đây, đó là nó hết luôn cái phần của cái cống mình lại nha. Thì cách này mình không ngăn ngừa, không cho dán nó bò lên luôn, và khi buổi tối mình cho xuống như thế này thì nếu mình làm như vậy cô chú anh chị mình nói là hay bị bất tiện một chút xíu, thì Cảnh sẽ chia sẻ luôn để cho cô chú anh chị mình làm một cái cách hỗn hợp và mình đổ xuống dưới này luôn. Đó, đây là một cách bình của Cảnh nha. Thì mình cho xuống đây cái hơi nó sẽ không lên được và nó sẽ không hực lên cả, thậm chí luôn cả cái bồn nước của mình luôn. Mình nếu áp dụng được cách này thì mình áp dụng, còn không thì Cảnh chia sẻ một cái cách khác nha. Và tiếp theo thì cô chú bác chị mình khẩu trang mình có thể mình sử dụng một cái khẩu trang mình đã sử dụng qua rồi, mình sử dụng lại vẫn được nha. Ví dụ khẩu trang này mình đã đi xài rồi, có thể mình sử dụng cho cái phần nắp cống của mình vẫn được nha, nó không có ảnh hưởng gì mà đến mà ô nhiễm hết nha. Thì cái phần khẩu trang này nè thì cô chú bác anh chị mình cắt ngang một đầu này cho Cảnh. Đó, thì mình cắt ngang cái đầu này mình sẽ banh ra. Đó, mình banh nó ra như thế này. Trong đây nó có mấy lớp đây. Đó, thì cô chú bác anh chị mình chỉ sử dụng cho Cảnh hai lớp thôi, mình loại bỏ một lớp cho trứng giữa này ra đi. Đó, mình sẽ lấy một cái phần là lớp trứng giữa này ra. Đó, mình chưa chỉ hai lớp mỏng như thế này thôi. Đây cô chú bác chị mình xem, thì thường thường một cái nắp cống nào nó cũng có một cái phễu như thế này để là mình lọc lại ba cái phần rác đó. Thì mình cho một cái phễu nó vô trong cái phần của khẩu trang như thế này. Đó, thì đây mình cho vô như thế này và sau đó mình sẽ đặt luôn xuống cái phần cống nha. Đó, thì nếu mà Cảnh để vô có một cái phần cống này thì cô chú bác anh chị mình nói nó sẽ nước không rút xuống. Đây Cảnh sẽ test cho cả nhà mình xem nha. Nước rút xuống và ba cái phần cặn bã đầu sẽ bám đây, và mà 2-3 ngày 3-4 ngày gì đó có thể mình sẽ thay một cái miếng này. Thì tại vì cô chú bác anh chị mình nhớ giữ lại cái khẩu trang mà mình đi ngoài đường mình bịt rồi mình có thể mình đem về mình sử dụng trong cái toilet mình vẫn được nha. Rồi bây giờ Cảnh sẽ test, Cảnh sẽ xả nước xuống cho cô chú bác anh chị mình xem coi nó có rút hay không nha. Đó, chảy xuống bao nhiêu thì nó rút xuống đây hết bấy nhiêu nè cô chú anh chị. Đó, nó rút hết luôn nha. Đây, nó không có bị động ứ lại. Tại vì ở đây nó có một cái miếng lược này nó rất là mỏng nên nó sẽ không có bị mà ứ nước lại, cô chú bác anh chị mình cứ yên tâm nha.
đó, rút xuống xa xa hoàn toàn luôn, không để bị ứ lại. Và cái mùi hôi nó sẽ không có hực lên, tại vì nó có hai lớp, nó ngăn chặn lại hai lớp, cái mùi hôi nó sẽ không hực lên được. Đó, một cái cách này nữa là một cách thứ hai để cho mình ngăn ngừa cái hơi của mùi hôi từ cống hực lên. Rồi, cảnh mời cô chú bác anh chị mình theo cảnh để mình làm một cái hỗn hợp để mình loại bỏ nha. Đây, cô chú bác anh chị mình xem, thì bao có phần nước nó rút hết luôn nha. Và sau khi, nếu mà có phần rác nào mà rớt xuống đây, nó sẽ nằm ở trên cái bề mặt này, nó giữ lại, nó sẽ không xuống cống mình nữa, và cống mình nó sẽ không có bị nghẹt nữa nha. Cái này mình tốt nhất áp dụng cho những cái khẩu trang mình đã qua sử dụng rồi, mình đừng vứt đi, có thể mình giữ lại, và mình áp dụng theo cách này rất là ok. Rồi tiếp theo á, thì cô chú bác anh chị mình chuẩn bị cho cảnh một cái thao. Thì một cái thao này, cô chú bác anh chị mình cho vô đây cảnh một muỗng muối. Mình sử dụng muối bột nha. Đây, một muỗng nó hơi đầy một chút xíu. Rồi sau khi đó, cũng chuẩn bị cho cảnh một ít bột baking soda nha. Thì baking soda này cảnh cũng có nói rất là nhiều rồi, thì cái công dụng nó rất là tuyệt vời, tẩy rửa rất là ok. Thì ba bột baking soda này cho vô đây hai muỗng cho cảnh nha. Rồi tiếp theo chuẩn bị cho cảnh một ít giấm nha, một giấm chua á, giấm nào cũng được nha. Còn nếu mình không có giấm chua, có thể mình thay thế bằng chanh cũng vẫn được nha. Mình cho vô đây tầm cỡ nửa lít giấm. Đây, thì cái chai này á, chai 5 xị. Thì cảnh cho vô đây nó phân nửa chai. Đó. Sau khi cái phần này mình đổ vô, mình sẽ phết tan đều ra nha. Thì cái phần hỗn hợp này á, thì cô chú bác anh chị mình á, mình làm vào buổi ban đêm, buổi tối á, khi trước khi mình ngủ. Tại vì khi mình đổ xuống dưới phần cống á, thì mình đừng có nên dội nước. Nếu mình dội nước lại ba cái phần hỗn hợp này nó sẽ trôi đi. Nên á, mình chỉ cần cho vô đây và mình cho xuống thôi. Khi mình buổi tối mình ngủ á, mình cho xuống. Đây, thì bây giờ mình để qua đêm nó rất là hiệu quả hơn. Còn nếu mà cô chú bác anh chị mình là vừa xó xong trong vòng nửa tiếng mình xài sử dụng nước á, nó sẽ trôi đi hết nha. Đây, thì mấy cái phần hỗn hợp này cảnh sẽ cho xuống đây. Đó. Thì cái phần hỗn hợp này á, nó tẩy được có những với cái mùi hôi, mùi tanh hôi này kia. Cô chú bác anh chị mình á biết á, là cái ba bột baking soda á, là một cái dạng chất tẩy. Còn riêng giấm nó cũng vậy, là một cái chất khử mùi cực hay luôn và cực hiệu quả luôn. Muối là cái vậy, là một cái loại sát khuẩn tiệt trùng rất là ok. Đó, thì những cái cách này á, để cô chú bác anh chị mình nhà nào mà cống có bị hôi, bị hực lên và hãy áp dụng theo những cái cách vừa rồi của cảnh, có cách ngăn ngừa và cách loại bỏ cái mùi hôi, thì mình coi áp dụng được cái cách nào thì mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình nha. Thì cô chú bác anh chị mình có xem kênh cảnh, có thấy hữu ích và mến kênh cảnh, cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của cảnh nha. Thôi, cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hẹn gặp lại video sau nha.